Lại nữa, thiện hiện, nếu các Bồ Tát muốn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề thì nên thưa hỏi kỹ các Bồ Tát khác. Bồ Tát làm thế nào để tu tập tất cả Pháp Bồ Đề phần? Phát khởi tâm nào để làm cho Bồ Tát tu tập không vô tướng vô nguyện, vô tác, vô sanh, vô diệt, vô khởi, vô tận, vô tánh, thật tế mà chẳng chứng đắc, nhưng vẫn tu bát nhã ba la mật đa? Thiện hiện nên biết, nếu các Bồ Tát khác khi được hỏi như vậy mà trả lời, các Đại Bồ Tát chỉ nên tư duy về không hoặc vô tướng cho đến niết bàn, chứ chẳng chỉ dạy cần phải ghi nhớ, không từ bỏ tất cả hữu tình cứu độ bằng phương tiện quyền xảo thù thắng, thì nên biết Bồ Tát đó chưa từng được chư Phật thọ ký về bất thối truyền quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Vì sao? Vì các Bồ Tát đó chưa thể chỉ dạy phân biệt rõ ràng về địa vị bất thối chuyển và pháp tướng bất cộng của các chúng Bồ Tát, vì chẳng biết rõ ràng người ta thưa hỏi về các hành trạng tướng của địa vị bất thối chuyển và cũng chẳng thể trả lời được. Bấy giờ thiện hiện bạch Phật, kính bạch Thế Tôn, và lại có nhân duyên biết được đó là các Bồ Tát bất thối chuyển không? Phật bảo thiện hiện, cũng có nhân duyên để biết các Bồ Tát đó là bất thối chuyển, nghĩa là có Bồ Tát đối với bát nhã ba la mật đa, hoặc nghe hay chẳng nghe cũng có thể trả lời đúng những điều người ta thưa hỏi trước đây và có thể thực hành đúng các hạnh của Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển. Do nhân duyên này biết Bồ Tát đó là bất thối chuyển. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, kính bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì có nhiều Bồ Tát cầu học quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề mà lại ít có vị có thể trả lời đúng được? Phật bảo thiện hiện, tuy có nhiều Bồ Tát cầu học quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nhưng ít có Bồ Tát được thọ ký đắc trí tuệ vi diệu ở địa vị bất thối chuyển. Nếu có vị nào được thọ ký như đây, thì vị ấy có thể trả lời đúng. Thiện hiện nên biết các Bồ Tát này căn lành trong sáng, trí tuệ rộng sâu, thế gian trời người a tố lạc vân vân không thể phá hoại được, nhất định sẽ chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Lại nữa thiện hiện, nếu các Bồ Tát cho đến trong giấc mộng cũng chẳng ưa thích các pháp trong ba cõi, cũng chẳng khen ngợi tất cả pháp của địa vị thanh văn độc giác, tuy quán các pháp như những gì thấy trong giấc mộng, nhưng đối với niết bàn không thủ không chứng, thì nên biết đây là tướng của các Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển. Lại nữa thiện hiện, nếu các Bồ Tát trong giấc mộng thấy Như Lai ứng chánh đẳng giác, ngồi tòa sư tử và thuyết pháp cho vô lượng vô số trăm ngàn vạn ức chúng bí xô đang cung kính vây quanh, hoặc thấy tự thân có việc như vậy, thì nên biết đây là tướng của các Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển. Lại nữa thiện hiện, nếu các Bồ Tát trong giấc mộng thấy Như Lai ứng chánh đẳng giác với đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp trang nghiêm, có hào quang chiếu sáng rực rỡ bao chung quanh xa một tầm, cùng vô lượng chúng phóng lên giữa hư không thị hiện các đại thần thông để giảng thuyết chánh pháp, và hóa ra các vị hóa sĩ bảo đi đến vô biên cõi Phật ở phương khác để thi hành các Phật sự, hoặc thấy tự thân có việc như vậy, thì nên biết đây là tướng các Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển. Lại nữa thiện hiện, hoặc các Bồ Tát trong giấc mộng thấy kẻ giặc dữ phá hoại thành ấp, hoặc thấy lửa cháy bùng lên thiêu đốt xóm làng, hoặc thấy sư tử, cọp, sói, thú dữ, rắn độc, bò cạp muốn đến hại thân, hoặc thấy oan gia muốn chém đầu mình, hoặc thấy cha mẹ, vợ con, thân tộc sắp chết, hoặc thấy chính mình có các việc khổ sắp ép ngặt. Tuy thấy nhiều việc khủng bố đáng sợ như vậy nhưng không kinh hãi cũng không lo buồn, từ giấc mộng thức dậy liền tư duy ba cõi chẳng chân thật, tất cả đều như chiêm bao. Khi ta đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, sẽ thuyết pháp cho các hữu tình biết ba cõi đều hư vọng như chiêm bao, thì nên biết đây là tướng các Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển. Lại nữa thiện hiện, hoặc các Bồ Tát cho đến trong giấc mộng thấy có các loại hữu tình ở cảnh giới địa ngục bàng sanh ngạ quỷ, liền nghĩ ta phải siêng năng tu tập các hạnh của Đại Bồ Tát để mau thẳng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Ở trong quốc độ của ta không có tên của những cảnh giới như địa ngục bàng sanh ngạ quỷ, từ giấc mộng thức dậy cũng nghĩ như vậy. Thiện hiện nên biết các Bồ Tát này ngay khi thành Phật, quốc độ của các ngài thanh tịnh, quyết định không có nẻo ác và tên của nẻo ác, nên biết đây là tướng các Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển. Lại nữa thiện hiện, nếu các Bồ Tát trong giấc mộng thấy lửa thiêu đốt các loài hữu tình trong địa ngục vân vân, hoặc lại thấy thiêu đốt xóm làng thành ấp, liền phát thệ nguyện Nếu ta đã được thọ ký bất thối chuyển sẽ chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà, thì nguyện lửa dữ này lập tức tắt ngay và biến thành mát mẻ. Nếu Bồ Tát này phát nguyện như vậy xong, trong giấc mộng thấy lửa ấy liền tắt, thì nên biết đây là Bồ Tát đã được thọ ký thành bất thối chuyển. Nếu Bồ Tát này phát nguyện như vậy xong mà trong giấc mộng thấy lửa không tắt ngay, thì nên biết đây là Bồ Tát chưa được thọ ký thành bất thối chuyển. Lại nữa thiện hiện, nếu các Bồ Tát khi thức dậy, ngay khi đó thấy lửa dữ cháy bùng lên thiêu đốt các thành ấp hoặc thiêu đốt xóm làng, liền nghĩ ta trong giấc mộng và ngay khi thức dậy từng thấy tự thân có tướng các hành trạng của địa vị bất thối chuyển nhưng chưa rõ thật hư. Nếu điều ta thấy là thật có thì nguyện lửa dữ này lập tức tắt ngay và biến thành mát mẻ. Thiện hiện nên biết nếu Bồ Tát này phát thệ nguyện nói lời chân thật như vậy, bấy giờ lửa dữ lập tức tắt ngay, thì nên biết đây là Bồ Tát đã được thọ ký bất thối chuyển. Còn nếu Bồ Tát này phát thệ nguyện nói lời chân thật như vậy mà lửa chẳng tắt ngay, thì nên biết đó là Bồ Tát chưa được thọ ký thành bất thối chuyển. Lại nữa thiện hiện, nếu các Bồ Tát khi thức dậy thấy lửa đốt cháy các thành ấp hoặc đốt cháy xóm làng, liền nghĩ ta trong giấc mộng hoặc ngay khi thức giấc từng thấy mình có tướng các hành trạng của địa vị bất thối chuyển. Nếu những điều ta thấy đó chắc chắn là thật có, thì nhất định ta sẽ chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà. Nguyện lửa lớn này lập tức tắt ngay và biến thành mát mẻ. Thiện hiện nên biết các Bồ Tát này phát thệ nguyện chân thật như vậy xong, bây giờ lửa dữ không tắt ngay, còn đốt cháy từ nhà này lan qua nhà khác, từ làng này lan qua làng khác, lần lượt như vậy lửa đó mới tắt. Thì nên biết các Bồ Tát này chắc chắn đã được thọ ký bất thối chuyển, nhưng bị đốt cháy là do các hữu tình đó tạo nghiệp phá hoại chánh pháp tăng trưởng. Hữu tình đó do nghiệp này trước hết bị đọa nẻo ác, trong vô lượng kiếp chịu quả khổ nặng,